Trời ơi, các bạn vào nhanh quá. Vâng, thì còn 3 phút nữa là chúng ta bắt đầu chương trình. Cảm ơn các bạn đã, nhất là những bạn nào đã theo dõi chương trình ngày hôm qua, ca sĩ Lại Hằng. Một chương trình rất là ý nghĩa mà ông các bạn. Vâng. Cũng lâu lắm này thì ca sĩ Lại Hằng lại hy sinh, không muốn chừng chồng mình thức khuya livestream xong rồi lại ông chồng lại làm tiếp. Nhưng mà thật sự rằng thì nó cũng có những niềm vui và được tất cả bạn bè yêu cầu những bản nhạc và người yêu cầu được hát thì cũng thích. Chỉ con điều là chúng tôi cảm thấy rằng nó không được vui là những bạn đã yêu cầu mà không được hát là lý do tại vì lỗi tại các bạn chứ không phải lỗi tại ca sĩ hoặc là nhà báo, là bởi vì chúng tôi làm phải đưa lên trên USB, đưa vào trong hệ thống mixer, thành ra nó bị giới hạn lắm, không thể lấy vào trong như là kiểu trong phone xong mình lấy lại một bài ra xong mình hát, nó không phải như vậy. Vâng, thì mong các bạn thông cảm cho. Đỗ Văn Hà, vâng, thì tôi đang tính nhắc đây, tại bữa nay ở trong Việt Nam cũng đang nhắc cái vụ đó rồi. Chào gái bán hoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9, cảm ơn. Chào Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn của cụ Hy. Vâng, thì thật sự rằng chuyện của thằng Trường Mộng Lông bữa nay đã có một cái bản tin. Để tôi trong lúc chờ đợi nha, chứ mình chưa bắt đầu đi tìm. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là đúng 10 giờ tối ngày 25 tháng 9 năm 2022, tối Chủ nhật tại California. Bên Việt Nam bây giờ các bạn là 12 giờ trưa ngày thứ hai, 26 tháng 9 năm 2022. Các bạn đã có nửa ngày làm việc và bây giờ các bạn đang dùng cơm trưa. Chúc các bạn một bữa cơm trưa ngon miệng và thưởng thức chương trình văn nghệ của chương trình live stream của nhà báo. Thì chúng tôi rất cảm ơn chương trình của chúng tôi tối hôm qua rất là cố gắng sau cái chương trình của ca sĩ Lại Hằng. Ca sĩ Lại Hằng vui lắm, thấy bữa hôm qua được nhiều người khen, trẻ đẹp, giọng ca mạnh, hát hay, rồi thuộc nhiều bản nhạc cái gì linh tinh, vui vẻ. Nên nhiều người nhắn tin ngày hôm nay nói chuyện, ca sĩ có vẻ vui lắm, tôi thấy lắm. Thành ra nhà báo sáng nay được ăn bữa ăn tráng miệng buổi sáng. Ăn buổi sáng rồi giờ ngon quá giờ không nhớ là ăn cái gì. Và sau đó thì cái chương trình của nhà báo rất đông người không được biết, ngay cả những người cộng đồng cũng rất bất ngờ. Ông nhà báo, ông đập thằng Nam Quan mà ông không thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi vào nghe. Thì tôi cũng nói đùa, tôi bảo thế bây giờ được biết chưa? Dạ biết rồi, sau khi vào thấy đọc mới biết, nhưng mà không được xem live thì biết trước biết sau thì cũng vậy thôi. Nhưng bữa nay thì tôi thông báo trước là có phần 2. Thì lát nữa tôi sẽ có phần 2 và tôi sẽ đọc cái lá thư thứ tư này, tôi sẽ ra hội đồng thành phố. Ngày hôm qua là phần nháp này, làm nháp. Bữa nay phần 2 thì có nhiều chi tiết hơn. Người đầu tiên mà gọi tôi là ông chủ tịch cộng đồng Phát Bùi. Thì cũng cảm ơn nhà báo can đảm đã nói lên những cái điều mà nhiều người cũng muốn nói mà không dám nói. Đây thì nhiều YouTuber lắm,
Nhưng mà YouTuber để mà nói với được trả tiền á, thì nhiều lắm. Còn mà YouTuber nói để bị chửi như nhà báo thì khó lắm. Ít người lắm. Trước khi chúng ta bước vào chương trình thì chúng tôi cũng có một vài cái tin nhỏ nhỏ. Và các bạn biết là hôm thứ Bảy vừa rồi, như bà Khánh Ly đã bị, chương trình của bà đã bị hủy bỏ. Mà về lý do tôi không nói là cái chuyện có âm mưu hay không âm mưu, tại vì mình nằm không nằm trong âm mưu thì mình làm sao nó có âm mưu. Và mình cũng không để ý nữa. Là một mà ca sĩ mà 78 tuổi rồi mà vẫn còn bon chen, giờ để rồi lãnh một cái đáng nhẽ đó. Người ta nói là mình nên đi về hưu, nghỉ hưu. Đấy. Trong lúc mà tiếng hát của mình hãy còn tròn. Còn bây giờ mình để cho cái tiếng hát mình đã kém đi, hơi ngắn và nhão, và cái sắc diện của mình ấy cũng bị xuống. Thì không nên. Mà nhất là ra cái chương trình mà bữa trước tôi đã nói là từ giã sân khấu. Đấy, từ giã sân khấu. 47 năm nay chị có hát tại Việt Nam hay không? Câu trả lời không. Thế tại sao chị mang cái chị vào chị từ giã sân khấu tại Việt Nam? Thế cái chuyện vô lý không? Quá vô lý luôn. Đấy. Đấy, nhưng mà thôi, thì cũng được từ giã rồi. Mặc dù cái sân khấu nó cũng cũng nhỏ thôi. Sân khấu Mây Lang Thang mà. Thì Mây Lang Thang thì chẳng bao giờ nó có gì nó cố định hết. Nó cứ lang thang. Thì có phải rằng vì cái tên Mây Lang Thang đó mà nó ăn vào trong cái cuộc đời của chị Khánh Ly. Chị nhảy vào để làm gì cho nó lang thang. Rồi chị bay ra ngoài Bắc, rồi chị bay vào trong Nam. Thì cũng được hát đấy. Mặt vênh vênh váo váo. Mà bản tính của Khánh Ly từ xưa đã kiêu căng rồi. Đấy. Thì tự tự luôn luôn tự kêu cho rằng là không ai hát nhạc Trịnh Công Sơn hay bằng Khánh Ly. Điều đó có thể là đúng, nhưng mà cũng có thể là không hoàn toàn. Là bởi vì lúc khi mà Khánh Ly hát ở sân trường Đại học Văn Khoa đó, thì không ai biết Khánh Ly. Mà Khánh Ly lại nổi tiếng là người có giọng hát, người ta nó gọi là giọng hát có chất nghiện ở trong đó, tức là chất cần sa trong đó, thành ra làm nhạc. Và cái dòng hợp với lại dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Sau Khánh Ly thì có Lệ Thu, có Ngọc Minh, cũng là những người hát nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng mà không được nổi bằng Khánh Ly là bởi vì Khánh Ly đi từ một cái sân trường đại học mà đi ra. Thành ra nó đi vào hồn của các cậu sinh viên nhiều hơn. Mà sinh viên học sinh thì lúc nào cũng là nòng cốt của xã hội, là những thành phần dễ đưa người ta lên trên voi mà cũng dễ đưa người ta xuống chó. Thì Khánh Ly nhờ vậy mà nổi tiếng chăng? Nhưng mà tôi công nhận rằng là nhạc Trịnh Công Sơn thì không ai hát nhiều bằng Khánh Ly. Còn giọng hát lưu giai đó thì có thể lúc đó cái hoàn cảnh lúc đó làm cho cả hai người cùng nổi tiếng. Chứ tôi thấy Lệ Thu hát nhạc Khánh Ly cũng hay vậy. À quên, nhạc Trịnh Công Sơn cũng hay. Ngọc Minh thì không bằng.
Nhưng mà Ngọc Minh thì hát nhạc lính. Còn ngoài Khánh Ly thì chỉ có một dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Ngoài ra là không có một dòng nhạc nào khác ngoài dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Chào các bạn mới vào nữa nha. Chào anh Khánh Xê Hà, chào Nguyễn Quang, chào Bonnie, chào chương trình biểu diễn của Khánh Ly, Chế Linh, Thu Phương, MC Trác Quý Miêu tại Hải Phòng cũng đã bị. À vâng, cảm ơn. Tôi thì tôi biết được hai chương trình, chương trình Hà Nội. Chương trình Hà Nội thì là tại vì không phải cúp điện mà tại vì tắt điện để kiểm tra, thì không biết là nhà hát lớn khi mở chương trình của Khánh Ly đấy thì có tham khảo chưa. Cái chương trình mà tắt điện đó nó có nằm trong, theo tôi nghĩ rằng nếu đã vì lý do đó thì chắc chắn có nằm trong kế hoạch rồi, chứ không phải bất ngờ. Mà cái là thành ra có những dư luận nói rằng Khánh Ly bị phá hay là bị xin lỗi, dùng chữ là nhà nước chơi đều. Thì trở lại cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng á, nếu mà nhà nước muốn thì nhà nước có thể cấm ngay sau cái chương trình Mây Lang Thang, bởi vì cái bản nhạc không nằm trong chương trình mà đã coi thường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và tự mình hát cái bản nhạc. Mà bản nhạc thì không phải là dễ, nếu mà ca sĩ mà cương lên mà hát thì nó khác. Còn nếu mà hát mà có bài bản ấy, thì nó khác, chắc chắn là phải có tập dượt. Nhất là nhạc của những cái bản nhạc đó rất ít hát, thành những ít bản nhạc chơi nhuyễn được cái bản đó. Rất nhiều nhạc Trịnh Công Sơn nhưng mà nhạc cái bài đó thì chẳng muốn nhắc lại. Thì sau đó thì Khánh Ly vẫn được hát và còn lại trở lại bên Mỹ, vinh vinh tự đắc là cái chỗ mà sân khấu của Rose Center book hết chỗ. Thì chỗ Rose Center thì ngồi được khoảng chừng hơn 1.000 người, 1.000, 1.200 thôi. Thì những người tới ủng hộ Khánh Ly thì cũng có thể là những người mà không thích nhà nước Việt Nam, mua vé để chứng tỏ rằng đó là chúng tôi ủng hộ ca sĩ Khánh Ly, chào Đặng Văn Ngọc. Thế nhưng mà từ cái vụ Khánh Ly tôi suy ra vụ Thằng Hoàng Duy Hùng, hình như nó có một cái điểm gì đó tương đồng ở cái chỗ đó. Đó là cái giải Lãnh Căn Búa chứ không phải giải Búa Liềm Vàng. Lãnh Căn Búa là như Khánh Ly đó, là Lãnh Căn Búa. Thay vì sau cái sự cố ở bên Đà Lạt, Khánh Ly tuyên bố rằng tôi đã từ giã xong sân khấu và tôi sẽ không trở về Việt Nam để hát nữa, thì nó hay hơn là cái ngày hôm nay là lại cái chủ đề ngày hôm nay rất là độc đó. Nhớ mùa thu Hà Nội, trời vừa bắt đầu vào mùa thu thì chương trình bị hủy bỏ. Thì cái mùa thu này trong cuộc đời của tôi cũng như của tất cả mọi người
ai cũng có mùa thu để nhớ. Nhưng mà đối với ca sĩ Khánh Ly, có lẽ là đây là mùa thu không bao giờ quên được. Mà mùa thu đặc biệt nhất, mùa thu bị cúp điện. Đau lắm nhé. Ca sĩ chương trình bán bao nhiêu tiền phải trả vé lại này kia đấy. Mất cả tỷ bạc Việt Nam đấy. Thôi thì cũng chia buồn với ca sĩ Khánh Ly. Và tôi chắc rằng là không có lần thứ nhì. Nhất là mình cứ vác cái sân khấu, mình giã từ sân khấu. Khi mình đã dùng chữ giã từ sân khấu rồi thì mình đừng bao giờ bước chân lên sân khấu nữa. Tự mình đã phản bội mình. Tự mình đã không giữ đúng cái gì mình mong muốn. Không có ai từ giã sân khấu mà hết sân khấu này lê đi sân khấu khác. Thân già 78 tuổi lên xuống máy bay cũng rất là vất vả. Mà tại sao mình phải vác cái sân khấu đi hết Huế, Sài Gòn, Hà Nội, quê hương ta sao vẫn còn xa. Vác hết cả Huế, Sài Gòn, Hà Nội rồi hát tứ tung lung tung xèng đi nữa. Hát một lần thôi, giã từ sân khấu là giã từ một lần thôi. Nguyễn Quang 23 tháng 9 tại nhà hát lớn bị đình diễn vì lý do thực sự phải hỏi Khánh Ly mới biết, nhưng muốn thể hiện ở Việt Nam thì bỏ ngay cái thói bố đời show diễn hai tỏi. Chính xác, tôi nghĩ rằng thái độ của trong cái này ấy, chắc chắn là phải có một cái gì đó mà tôi nói thật tôi không muốn nói ra thôi. Chưa phân tích ra thì nó cũng chẳng giải quyết được cái gì mà còn tạo thêm nhiều cái sự. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chủ đề của cái show diễn này, mùa thu, nhớ mùa thu Hà Nội, sẽ không bao giờ Khánh Ly quên được mùa thu Hà Nội. Nhớ mùa thu Hà Nội, cái tên của bài hát đã là một cái này, dấu hiệu, có phải là một cái huông, một cái báo hiệu cho cái chương trình Nhớ mùa thu Hà Nội. Chào Hà Dương. Thì cái tính của Khánh Ly tôi biết. Tôi biết chị Khánh Ly chị rất là kiêu ngạo. Thành ra đáng nhẽ là sau cái vụ ở Đà Lạt chị chấm dứt là được rồi. Thứ nhất, cảm ơn tất cả, cảm ơn nhà nước Việt Nam, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn dân chúng, cảm ơn khán thính giả đã cho Khánh Ly một đêm hát trọn vẹn để giã từ sân khấu. Có ai mà đi giã từ sân khấu, giã từ Đà Lạt, giã từ thành phố Hồ Chí Minh, giã từ ấy, mà trong khi 47 năm mình đâu có hát ở Việt Nam bao giờ đâu, mà tại sao mình lại giã từ ở tại Việt Nam? Muốn giã từ thì giã từ ở hải ngoại này đấy, đã từng hát ở trên những sân khấu của Thúy Nga, của Asia, của ấy này kia, thì giã từ ở đây nó có lý hơn. Mình có hát Việt Nam bao giờ đâu mà mình đi về giã từ sân khấu tại Việt Nam, đấy là cái chuyện nó vô lý cái chuyện đó. Nhưng mà cái bài bài học của Khánh Ly, tôi suy diễn ra bài học của thằng Hoàng Duy Hùng nó cũng vậy rồi. Đó là một cái kết quả của những người cứ mang cái ảo tưởng mình là bố đời, mình là những dương vật quá, ai xin lỗi, những nhân vật quan trọng. Hồi này mình lớn tuổi mình hay nói lộn, xin lỗi các quý vị nha. Lại cười đều nữa. Thì thằng Hoàng Duy Hùng nó cũng vậy. Bữa nay nó đi đâu? Nó đi ra đằng ngoài Đà Nẵng.
Thế cái nghị quyết 36 có phải là đi về Việt Nam để ăn tân gia căn nhà Khang Điền, ăn tân gia Ecopark, chuẩn bị mua cái nhà, không biết là nó bữa nay nó có diễn lại cái trò ra nữa không? Cái nhà Ecopark chắc chắn là đã trả lại rồi, nếu không thì con trâu cái đã được ở trong đó rồi, đâu đến nỗi phải chui vào phố cổ chật hẹp để rồi gãy tay gãy chân. Thì đây cũng là bài học cho con trâu cái. Thì thông ăn cái hùng, sau ngày 28 tháng 5 không còn một cái gì, tại sao còn ở lại Việt Nam? Cố bám rễ mà không có một lãnh đạo nào hay là nguyên lãnh đạo nào để gặp. Rồi nhận 80 bài báo được đăng trên các báo chính thống, và đặc biệt hầu hết tất cả các tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đều có đăng hết. Nó không có một cái nhu cầu gì còn để ở lại Việt Nam để mà có liên quan tới nghị quyết 36. Và bây giờ là đi ra ngoài Đà Nẵng để ăn đám cưới của một người bạn. Đám cưới này là của một cặp là Việt Kiều chứ không phải là người trong nước. Anh chàng này đi hình như là Thụy Điển hay Na Uy thì hồi còn lúc còn trẻ, còn cô dâu thì cô dâu thì ở Mỹ, anh chàng nó sau qua Mỹ. Thì đây là một đám cưới của người hải ngoại nhưng mà mượn đất Việt Nam làm để cho nó rẻ và để khoe mặt hàng xóm láng giềng. Còn ở hải ngoại này khoe với ai tôi không biết ở đâu, nhưng mà bây giờ đó đám cưới ở bên Mỹ này chỉ có lỗ và lỗ, rất là eo uột. Các người lớn tuổi như lớp chúng tôi đó thì làm biếng đi lắm, trừ khi nể nhau lắm mới đi. Còn những người trẻ hơn đó, thì họ lại không thích. Họ thích tổ chức những cái buổi đám cưới theo kiểu Mỹ. Và con cái đặt đâu thì bố mẹ ngồi đó. Cho bố mẹ được một bàn, không có cái màn mà gọi là giới thiệu được trai nhà gái hay là quan viên hai họ rồi lên tuyên bố này tuyên bố kia, có những cái trò nhố nhăng nữa. Trước đây đấy, đám cưới con của mình ấy, lên tặng cái bức tranh vá cờ đấy. Bức tranh vá cờ nó lấy nhau thì nó vá nhau, chứ một thằng lấy kim là nó vá vào cái màng rách của con kia thì mà đi mang mang cho nó mượn cái vá cờ nó là chuyện vô lý. Vâng, Hoàng Văn Chiến, Trác Thúy Miêu là rất là cũng là một thuộc loại người khá kiêu căng kiêu sang. Vâng, đám cưới ở bên Mỹ là lỗ đó mà. Nhưng mà nó vá lỗ chứ nó không phải là vá cờ. Bố chồng bố vợ gì tôi không nhớ nữa. Cái lên nó mang cái bữa nay đặc biệt đám cưới các con bố tặng một cái bức tranh, tặng một món quà. Trời, nó cần tiền nó đâu đâu có cần cái bức tranh, mang cái bức tranh vá cờ. Bố khỉ. Còn có những người nó mở phong bì ra trúng bốc ở trong không có gì, thành ra lúc sau này đấy người ta
kinh nghiệm, ta mở phong bì ta coi ngay tại chỗ, coi thì coi trong nó có cái chi phiếu đấy. Chào anh Việt, chào bạn Hoàng Văn Kiến, chào FV007. Thì nhân tiện đây đó, thì các bạn nào đó, nếu đặc biệt là các bạn mà mang hai họ Từ và họ Trần, đừng bao giờ làm đám cưới hết. Bởi vì người MC như tôi sẽ giới thiệu, xin giới thiệu với quan viên hai họ, ngày hôm nay chúng ta tới đây không phải để chung vui mà để chia buồn với hai họ Từ Trần. Tôi hay nói đùa, ông Từ Công Phụng với ông Trần Kiện Thanh này, hai ông đừng bao giờ làm xui gia với nhau nhé. Cứ mà Từ Trần thì chết mẹ cái đám cưới rồi. Mà nói chuyện đám cưới thì cũng vui lắm. Vâng, cô Tý, thì ở bên Hải Phòng thì họ ra thông cáo họ cấm hát rõ ràng. Nhưng mà thành phố, ở cái nhà hát lớn Hà Nội thì có xin phép và bán vé xong xuôi hết rồi. Đùng một cái thì buổi sáng 9 giờ sáng thông cáo là phải ngưng cúp điện để kiểm tra, và sẽ mở lại khi nào kiểm tra xong. Vâng, thành ra cái trường hợp của Khánh Ly tôi cũng suy diễn ra được như vậy. Tôi cũng suy diễn đó, thì giống như chuyện Hoàng Duy Hùng thôi. Chưa kể vào đám cưới có những người đấy rất là thích trường mật và ham hát. Mà bữa nay để giúp vui cho đám cưới cô dâu chú rể, em xin trình bày nhạc phẩm buồn. Đám giúp vui mà em xin trình bày nhạc phẩm buồn. Thế rồi có một bà thì đi đâu cũng hát một bản Đồi Thông Hai Mộ, không hát bản nào hơn hết, tại vì chỉ thuộc cái bài đó. Lên đám cưới cũng cứ Đồi Thông Hai Mộ, thấy mẹ người ta rồi. Chào anh Phạm Quân. Em xin trình bày nhạc phẩm giúp để tặng cho hai cháu Đồi Thông Hai Mộ. Và bản nhạc kế tiếp, Đôi Ngả Chia Ly, thấy mẹ luôn. Tại vì chỉ thuộc ấy, hai bản đó. Nhưng mà chưa xong. Chưa xong, nó còn nhiều cái. Hầu như trong đám cưới ai cũng thích hát bản nhạc Tà Áo Cưới. Tôi đi trong nắng tu vàng úa, bản nhạc để tiễn một người con gái đi lấy chồng của một anh chàng thất tình, mà đi lên hát như vậy là mình thất tình cô dâu à. Trần Hữu Phước chơi bài Người Về Từ Lòng Đất. Thành ra nói chuyện tầm phào với các bạn chơi chút xíu thôi, để cho nó chờ thêm nhiều người. Và bây giờ thì chúng ta cũng có thể bắt đầu được chương trình. Thì chúng ta biết là năm nay tương đối ít bão. Lý do mà các đoàn kiều bào mà được đi Trường Sa vào tháng 4, tháng 5 thì năm nay tương đối
ít, thành ra có nhiều người rất buồn, nhất là những người làm từ thiện buồn lắm. Nhưng mà một cơn bão sắp sửa tới rồi, không biết thằng Nguyễn Quang Trường nó đang có một cái chương trình gây quỹ cho đài tưởng niệm Hoàng Sa Trường Sa thì nó có mở hay không. Thì tôi nhận được của một Facebooker Hoàng Trung, anh gửi cho tôi ngày hôm nay cách đây 13 tiếng. Nhân trước khi bão lớn đổ bộ về, trước khi lỗ khố rách lại rú lên từng cơn, Facebook lại ngập tràn ảnh đau thương móc lên từ 5-10 năm trước, kèm số tài khoản để crowdfunding cái tình người. Crowd tức là cào đó các bạn. Mà cái điều này rất đúng. Mấy năm trước khi mà thấy lũ lụt, người ta đưa những cái hình ảnh rất là thê lương từ hồi năm nào, 5-10 năm rồi. Toàn là những hình ảnh cũ. Nó chưa đi ra, nó làm sao nó có hình ảnh mới được. Chúng ta lại phải luận bàn thêm một tí về cái hoạt động từ thiện tự phát. Đây nói về từ thiện tự phát nha, chúng tôi không nói về những cái từ thiện mà có giấy phép của chính phủ, của các cơ quan như là chùa chiền, các tôn giáo này kia, đại khái đã có được phép của Mặt trận Tổ quốc. Trừ cái cơ quan Quỳnh Le Le được Mặt trận Tổ quốc Yên Bái cho phép Nguyễn Quang Trường năm 2020 đi từ thiện Quảng Bình và Quảng Trị, cho tới bây giờ 23 à xin lỗi 3 năm nay vẫn chưa có sao kê, vẫn chưa biết ai nhận ai không nhận. Nhưng mà có điều chắc chắn, cái nhà biệt phủ của Quỳnh Le Le được nhận được rất nhiều. Sau cái vụ đó thì cái biệt phủ nó được xây lên thêm lầu, thêm hàng rào, thêm phòng nữa. Nó khoe ở trong video của nó mà đứa. Thì để anh chị tránh mắc phải những sai lầm, sau đó lại kêu tôi đăng bài như cái chị gì đã đi từ thiện ở miền Trung. Mỗi anh gì ở Nghệ An nhận được nhiều nhất ấy, hay như người miền Trung nhận được áo phao ở giữa mùa hè 40 độ của một anh nghệ sĩ hai quốc tịch Việt Mẽo ấy thì lại bỏ mẹ. Hoạt động từ thiện bất kể dưới hình thức nào đều có đầy đủ những yếu tố và tính chất phát sinh phạm tội, vì đây là dạng giao dịch tiền mặt hàng hóa và dạng giao dịch theo kiểu dựa trên niềm tin hơn là các hợp đồng hay khung pháp lý ràng buộc, là những hoạt động khuất mắt trông coi nơi các chế tài của nhà nước không thể phát huy trong việc giám sát, quản lý và điều chỉnh. Mà những việc quyên góp dưới mác từ thiện này thậm chí nó gây ra cả rắc rối và phiền phức cho những người gửi tiền. Ví dụ như là anh A kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ cho một anh B đang có hoàn cảnh khó khăn, nhưng thực ra là anh A lợi dụng anh B làm bình phong để kêu gọi và sử dụng số tiền đó để anh đi mua bom đặt ở một nơi nào đó hoạt động theo kiểu khủng bố. Và cái này là tác giả viết, tôi không có viết mà cũng không ám chỉ Hoàng Duy Hùng đâu nha các bạn, thì cũng không dám ám chỉ Nguyễn Quang Trường lấy tiền mua bom cho Hoàng Duy Hùng. Tôi đọc tiếp. Sau khi cảnh sát tóm được điều tra nguồn tiền tài trợ cho anh A được che giấu tinh vi dưới vỏ bọc một quỹ từ thiện tự phát, rồi đến lúc sao kê ngân hàng lại có tiền của bạn đã gửi cho anh A, thì đừng hỏi tại sao sau 15 phút sau răng các bạn lại đen như nhà cô hàng xén trong thơ của Hoàng Cầm. Thì là răng đó. Tại sao mà răng mình lại trở thành màu đen?
Việc quản lý từ thiện không hề đơn giản vì các chế tài của nhà nước không thể nhúng tay vào được. Dù hiện tại có những điều khoản luật khá rõ ràng trong việc thành lập quỹ, kiểm soát hoạt động từ thiện, nhưng khó có thể kiểm soát được hết những quỹ tự phát giống như là của Nguyễn Quang Trường và Quỳnh Lê Le đó, của cá nhân vốn không hề đăng ký với bất cứ cơ quan chức năng nào, thành ra những kẻ bất lương lợi dụng thiên tai để ăn trên sự đau khổ của đồng bào là vậy. Cái này thì Trần Bằng với lại Lê Thái nghe như vậy chắc đau xót lắm. Ông thì 5 triệu, ông thì 10 triệu. Kể cả Paris, ánh sáng Paris. Sau cái vụ này, đọc cái bài này xong là chắc là tối thui thui. Cho nên các bạn hãy nên cẩn thận, đừng bao giờ dính líu đến những cái quỹ trái phép hay tự phát. Vì đến như quỹ của tỷ phú Bill Gates được vận hành bởi một bộ máy khổng lồ, hàng nghìn chuyên viên luật, thuế, kiểm toán cùng mạng lưới hỗ trợ của các chính phủ trên thế giới còn cãi nhau chết mẹ ở Brazil liên quan đến vụ Petrobras. Chứ đừng nói gì một cá nhân nhận tiền từ thiện của các bạn mà lại đéo có bất cứ một cái kiểm toán chi thu và minh bạch số tiền mà các bạn đóng góp. Tôi thêm vào trong này, thí dụ như là của Nguyễn Quang Trường và Le Le năm 2020. Trong khi đó, các bạn có nắm được hoạt động của cái gọi là từ thiện hay không? Hay chỉ là đơn thuần là vài cái hình ảnh đi phát mì tôm mà các con dời luôn ảo tưởng rằng cái đám từ thiện chạy xe bán tải này cứu dân nhanh hơn là trực thăng của quân đội. Ha, chấm dấu hỏi, chấm dấu hỏi, chấm dấu hỏi và chấm dấu hỏi. À, cái này thì nó còn đỡ, ít ra nó còn có cái thùng mì tôm. Còn thằng Quang Nguyễn Quang Trường và con Le Le đó thì nó còn được bao che bởi tờ báo Nhân Dân, tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời ông Thuận Hữu làm tổng biên tập. Và ông Đức Dũng còn đọc một cái bài trong cái bình luận và phê phán Nguyễn Quang Trường đã bỏ hơn 5 tỷ và cho tới giờ phút này rất nhiều người hỏi ông Nguyễn Đức Dũng chứng minh cái sao kê ông Nguyễn Quang Trường đã chi ra 5 tỷ, chi cho ai, chi ngày nào, chi giờ nào, mỗi một gia đình bao nhiêu, có được Mặt trận Tổ quốc của Quảng Trị hay Mặt trận Tổ quốc Quảng Bình xác nhận hay không. Mà hơn nữa, Nguyễn Quang Trường và Le Le đi hồi nào nữa, giao tiền hồi nào sao không ai biết. Thành ra cái thằng Ba Hy đó, thằng Trung tướng Ba Hy đó, nó ví là Nguyễn Quang Trường rằng đó, anh Trường anh đã âm thầm lặng lẽ một mình đi từ thiện mà không ai hiểu cho. Không ai hiểu cho là tại vì chỉ có Ba Hy nó ngu nó mới nghĩ như vậy. Còn nếu người khôn như thằng Nguyễn Quang Trường là lại gì mà gọi thêm người vào, gọi thêm một đứa nào vào thì nó là cũng giống như mình mang con khỉ, mình nuôi khỉ để dòm nhà mà thôi. Nó sẽ biết mình có bao nhiêu tiền thì nó đòi chia. Hay là Ba Hy lại chơi xéo thằng Nguyễn Quang Trường. Này, Nguyễn Quang Trường, tao biết tổng tổng tông đi nhé. Mày là cắn răng chịu đựng, âm thầm làm từ thiện. Chẳng qua là mày muốn ăn hết. Mày có khôn hồn mày gửi lại cho Ba Hy một ít đi. Thì tao sẽ không nhắc cái chuyện này nữa. Đúng không Ba Hy? Mm-hmm.
À, quý vị thấy không, bà Hy khôn lắm, bà Hy đòi tiền thằng Hoàng Duy Hùng, à quên, thằng Nguyễn Quang Chưởng. Bà Hy làm bộ nhắc, đâu có ai nhắc Nguyễn Quang Chưởng đâu, tự nhiên bà Hy nhắc cái vụ cứu cứu trợ là tại vì á, thằng Trường nó quên nó chưa chia tiền cho bà Hy, thành ra bà Hy mới nhắc nó thôi. Thế mẹ cái thằng lùn, thằng trung tướng lùn này nó kinh nghiệm, nhất lẽ nhì lùn tam hô tứ xuống, sợ lắm. Tao hỏi bà Hy mày đúng không? Nhà báo Nguyễn Phong Hùng hỏi trung tướng bà Hy đúng không? Ông vòi tiền thằng Nguyễn Quang Trường như vậy. Viết tổng ròng ròng luôn. Tôi đọc tiếp, nếu có tấm lòng, có tâm thì hãy banh vào tài khoản của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, chính xác luôn. Các số tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái này tôi cũng hơi sợ sợ nha. Hoặc các tỉnh thành làm từ thiện, phát từ tâm mình ra, thì nó còn là trách nhiệm của xã hội, nên gửi tiền vào các tổ chức có sự giám sát từ tầng lớp thượng tầng, đảm bảo trả sai lệch dù chỉ một xu. Kính phím à, kính phím à, lần đầu tiên tôi nghe ông này đó, phím đây chứ là mình gõ đó, gõ bàn phím đó. Bonnie mõm lông vẽ tranh ở bờ hồ đi xin tiền của cá nhân, lấy đâu ra tiền mà làm từ thiện? Thì bây giờ mình hỏi anh San Kham coi, ngay cầu Cô Mai một, cầu Cô Mai hai, con đường nhân ái bây giờ đi đâu rồi? Banh mẹ salon ra rồi. Mà cái cầu nhân ái đó thì tất cả tiền bạc đá điếc này cái đã do ở huyện người ta cung cấp rồi. Thằng Nguyễn Quang Trường nó chỉ đưa tiền vào để mà tống mõm cho thằng huyện trưởng, huyện để chơi thôi. Thì đây là một câu chuyện cũng vui vui vào các bạn. Qua cái chuyện mười một 10:40 thì tôi sẽ qua câu chuyện thằng Hoàng Duy Hùng. Bây giờ thằng Hoàng Duy Hùng đã làm cái gì? Từ 28 tháng 5 sau khi từ Trường Sa về cho đến đây, ngày thứ tư này là 28 tháng 9, 4 tháng nay nó làm cái gì? Những chương trình lấy hỏi vợ, mua nhà, ăn tân gia chưa bao giờ nghe nói hết. Cho tới khi anh em đặt vấn đề thắc mắc, ông ở đây làm cái gì? Nghị quyết 36 chẳng thấy ông làm cái gì hết. Thì mới nghĩ ra một cái kiểu. Cái này chắc là sáng kiến của Ba Hy này. Ông Nguyễn Thanh Sơn thì chắc là bỏ chạy rồi. Ba Hy phải nghĩ ra à, tại sao mình không nghĩ ra mình đưa một cái con nhỏ, hai cái mép của nó, mép mồm đó, nó kéo lên, nó ngoạc lên đó. Nó làm nghề gì tôi không có dám nói, nhưng mà bà Phùng Đợi Châu thì xác nhận sinh viên đại học hay là sanh viên đại học. Sanh viên với sinh viên khác nhau nhé. Thì bà Phùng Đợi Châu xác nhận. Thì bữa ông nọ trong bữa tiệc ấy, còn của mấy ông tướng 19 tháng 9 gì đấy, còn còn có người khoe xác nhận rằng cô ấy học đại học ở, ở New Zealand, tức là bên Úc, bên cạnh nước Úc, nước New Zealand tức là Tân Tây Lan.
Một người còn trẻ 21 tuổi có bằng đại học mà làm gì mà khổ sở phải chui rúc vào ăn thừa của ba người đàn bà trước. Ba người đàn bà chính thức đấy, còn vào ra thì không kể. Mà cỡ mà chân dài như mà cái cô này nữa thì làm sao đi lấy thằng Hoàng Duy Hùng để làm gì, hơn mình tới 41 tuổi. Night 7 day 3, come in come out no count, tiếng Mỹ đó, đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Night 7 là đêm 7, day 3 là ngày 3, come in come out vào ra no count, không có kể. Chiến Mỹ của tôi hơn Hoàng Duy Hùng vậy đó. Thì nghĩ ra cái kế để chứng minh rằng Hoàng Duy Hùng thật sự về Việt Nam. Thứ nhất là lấy vợ, thứ hai là mua nhà. Thì đúng là anh về Việt Nam quay đầu thật rồi. Thế nhưng mà trước đây 2 tháng, Hoàng Duy Hùng nói rằng tôi đã nộp đơn xin vào quốc tịch Việt Nam. Tại sao cho tới giờ phút này tôi hỏi bộ quản lý cái gì đấy không, thì không thấy cái hồ sơ của tôi đâu đấy. Thì tôi nói là nếu mà không thấy hồ sơ thì tự mình biết, là người ta không cho mình ở mà. Đến bữa nay lại khoe rằng okay. À, còn trong là nói thêm mà tôi muốn mua nhà nhưng mà tôi không có quốc tịch Việt Nam, thành ra tôi không được làm sở hữu cái căn nhà. Cái chuyện căn nhà là chuyện nhỏ, chuyện lấy vợ cái kìa nó mới lớn nữa. Anh chưa có quốc tịch Việt Nam, anh là Việt kiều, anh về Việt Nam để anh ở Việt Nam đó, thì tôi bảo đảm hơn người ta tới 41 tuổi đéo có con nào nó muốn lấy Hoàng Duy Hùng ấy. Tiền thì không có, bạc đó, thì nó bạc còn hơn ai hết. Thằng Hoàng Duy Hùng nó không có tiền nhưng mà bạc thì nó sẵn sàng bạc, nó bạc đủ hết đó, bạc tiền bạc tình. Ở bên hải ngoại này ai cũng biết Hoàng Duy Hùng. Thế như vậy thì nó về Việt Nam mà lấy một cô rất là trẻ mà nó lại không có tiền thì cô đó ngu sao mà đi đâm đầu vào lấy. Rõ ràng là được mướn hay là được vợ bao, ở Việt Nam nó gọi là vợ bao, nó có thể bao giờ, bao ngày, bao tuần, bao tháng và bao năm. Thì ai bỏ tiền ra báo? Tiền Tập Cận Bình. À, Tập Cận Bình bây giờ đang có tin đồn nha các bạn nhé. Không biết là thật hay hư đấy. Giang Trạch Dân chết rồi từ hôm mùng 9, mùng 6 tháng 9 mà vẫn bị giấu giếm. Và cái ngày hôm nay bản tin của Microsoft News cho biết Putin đang ở một cái nhà nghỉ nằm trên một dòng dòng sông Vladimir đây, nằm giữa Georgia và Saint Petersburg
Đây là một nhà nghỉ của một triệu phú ngân hàng, CEO của một ngân hàng mà Putin đã gửi tiền ở trong đó. Và nguồn tin thẩm quyền cũng cho biết ông cần tỉnh dưỡng cho tới thứ năm tuần sau. Thì tôi thấy ngạc nhiên, đang lúc dầu rồi dầu sôi lửa bỏng, vừa đúng lúc hầu hết tất cả các thành phố lớn của Nga đều có biểu tình và có những rộ lên những tin mà chính Putin đã phải thay thế các tướng lãnh và những người tình báo bằng những người khác. Ông Shoigu là một người rất gần với lại Putin trong cái chiến dịch mà gọi là những người không thích thì gọi là xâm lược, những người thích ủng hộ ông Putin thì gọi là cái gì, cái chữ gì nó hòa hoãn hơn nhiều. Và từ hôm 22 đến giờ đó, bốn cái quốc gia nhỏ đó đòi ly khai khỏi Ukraine, và Nga đang làm một cái cuộc trưng cầu dân ý để có muốn sáp nhập vào nước Nga hay không. Thì ông Putin lại đi nghỉ mát, trong khi đó 274.000 người, đa số ở biên giới Phần Lan và Nga, đã chạy qua các nước khác ở Âu Châu. Bây giờ toàn bộ các nước Âu Châu nào có biên giới chung với Nga đều đóng cửa biên giới. Xe cộ thì cái này đừng có nói là hình Photoshop, xếp hàng dài cả cây số ở các cửa biên giới. Tôi hỏi tại sao tình hình đang nguy cập như vậy mà ông Putin lại đi nghỉ dưỡng, mà ông cần phải ổn định về tinh thần và thể xác. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều có quyền nghĩ. À, cảm ơn chú Anton, chiến dịch đặc biệt, đúng, họ gọi là chiến dịch đặc biệt. Hoàng Văn Tuyến, Hoàng Duy Hùng được tổ chức của nó lo cho kinh phí mua nhà, bố trí người làm vợ để dễ bề hoạt động. Có thể lắm. Nguyễn Quang, thế thì mọi người không biết rồi, Kim Ngân làm chuyên gia hai chân băng. Cái này hơi đểu đó, nhà băng mà hai chân ấy, thì tức là cái này là nguy hiểm lắm. Thì tôi mới nói rằng á, người ta là vá đấy, vá cờ, vá ở chỗ ngã ba, cái ở chỗ nhân gian không thể thiếu chứ, ai mà đi đám cưới đi ta tặng nó vá cờ. Cái thằng chú rể thì nó có kim, mà cái đứa con gái thì nó bị rách thì nó cái kim thì nó vá lại chứ ai nó đi vá cờ. Vâng, chiến dịch đặc biệt thì tôi chỉ đặt câu hỏi ra thôi. Và bây giờ là lãnh thổ đó thì coi như là quân Ukraine tiến quá nhanh, trong khi đó lúc mà trong cái chiến thuật đánh nhau đó thì cái tiếp tế là đường quan trọng nhất. Hậu phương của Nga thì quá xa, những cái vùng mà chiếm đóng đó bây giờ đã bị hầu như bị lấy lại, chỉ còn một phần ở dưới này, ở phía nam Donetsk mới lại, Donbass, Crimea và Mariupol. Ngày hôm nay dân chúng ở Mariupol đã đi biểu tình
chống lại lệnh tổng động viên và đòi hỏi Guriapo thuộc về người Ukraine. Thành ra khi mà bỏ chạy đó, thì tất cả những vũ khí đạn dược mà đã chuyển quân qua đó, bây giờ đâu mang đi theo được. Lúc chuyển qua thì chuyển qua bằng xe lửa, bằng xe tải. Còn bây giờ bỏ chạy thì mình lo mình chạy, mình chưa xong làm sao mà mang theo được những cái thứ nặng nề cồng kềnh đó. Bài học liên tỉnh lộ số 7 vào tháng 3 năm 1975, từ Pleiku chạy về Phú Bổn. Đã làm tan rã quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến tranh thì chiến thuật rút lui là khó khăn nhất, khó nhất. Trong lúc mình rút lui lại, mình không có người để bảo vệ cạnh sườn và sau lưng. Người vũ khí mình bỏ lại, súng đạn mình bỏ lại, chết mẹ tôi rồi, hết đạn thì lấy gì bắn. Mà bây giờ đó, quân Ukraine sáng hôm nay giờ ở Mỹ đó, 6 giờ sáng đó, thì tôi được một người bạn đọc cho một bài báo ở bên Ba Lan cho biết một số quân đội Ukraine đã đi sâu vào trong biên giới của Ukraine và Nga. Lẽ dĩ nhiên chắc chắn là theo tôi là Ukraine không có dại gì mà tấn công Nga ở trên đất Nga. Nhưng mà họ làm một cái vòng vây để chặn quân đội Ukraine. Một là đầu hàng thì sống, không đầu hàng thì chết. Tức là chặn đường về mà. Cái đó mới là cái đau khổ. Không phải là chặn để bắt người ta đánh nhau với mình, mà chặn để người ta đầu hàng. Và có bao giờ nước nào trên thế giới, các bạn cho tôi biết, lệnh tổng động viên đưa ra mà tới 274.000 người bỏ chạy khỏi nước mình, đa số là thanh niên. Trong khi ở Việt Nam đó, chiến tranh Việt Trung năm 1997, lệnh tổng động viên ban ra là thanh niên ào ào lên đường. Bởi vì không phải là họ hèn nhát, mà là họ nói rằng đây là một cuộc chiến tranh phi lý và họ không muốn chết. Có người nói thẳng luôn với phóng viên của báo BBC: tôi không muốn chết vì cái ngu xuẩn của Putin. Đấy. Và cái hình đó, anh đó chắc chắn là bị chụp hình. Không biết nếu anh mai mốt anh về lại bên Nga thì không biết sao. Trừ khi nào mà chế độ Putin sụp đổ. Thì chỉ có cái hình ảnh mà có bao giờ cuộc trận chiến nào mà tướng lãnh và chỉ huy chết nhiều như là bây giờ không? Khi mà nước Nga tổng động viên, đó là dấu chỉ cho biết là mình đã thất bại, mình đã thua. Có thua thì mới phải tổng động viên người để tăng viện chứ. Còn nếu mình thắng thì mình đâu cần phải tổng động viên, đúng không? Có bao giờ mà khi lệnh tổng động viên ban ra mà dân chúng bỏ chạy ùn ùn đấy? 1/4 triệu người, hơn 1/4 triệu người đã bỏ chạy ra khỏi nước. Thì hỏi những người còn lại tinh thần đâu mà chiến đấu. Tôi không bênh ai, không bỏ ai, tôi chỉ nhận xét về cái sự kiện mà thôi. Bây giờ thì chúng tôi nói tiếp về chuyện thằng Hoàng Duy Hùng. Vâng, thì chuyện Hoàng Duy Hùng thì có lẽ là tôi đang sâu chuỗi một số tài liệu. Thì chúng tôi sẽ hy vọng sau ngày thứ tư này
tôi sẽ trở lại chuyện Hoàng Như Hùng. Tức là thứ tư này tôi ra hội đồng thành phố đặt vấn đề ông Nam Quan ạ. Trở lại huyện Hoàng Như Hùng. Nhưng mà quý vị thấy nha, cái nhóm của Hoàng Như Hùng bây giờ nó đang bể ra từng mảnh. Cái bể đầu tiên là từ cái bữa tiệc. Tất cả những người khôn ngoan biết suy nghĩ đã nhìn ngay thấy cái bữa tiệc này Ba Hy tổ chức. Thằng Hoàng Như Hùng bây giờ là nó mất tinh thần lắm. Nó mất tinh thần ngay cái hôm mà nó về, hôm 14. Nó nói đáng nhẽ làm một cái live stream, nhưng mà có một điện thoại của anh ba gọi chú cho biết. Im lặng là vàng. Mày dặn ấy, thì nó phải nó mới ra được một cục cho Nguyễn Trung Phạm hay là ai mày muốn tặng chứ. Làm sao mà im lặng là được. Vàng không im lặng được. Vàng phải dặn. Dặn nó mới ra được. Hoàng Duy Hùng. Thì Hoàng Duy Hùng là đang bối rối. Đang tăng ra bối rối. Bây giờ nó thật sự nó không biết nó phải làm cái gì nữa. Cái mặt nó đi đâu nó ngơ ngơ ngáo ngáo. Đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm kia. Sài Gòn vo ve với thằng Cường Mỏ Môi nó tới nó mời đi ăn. Cũng có vẻ không có một nét tự nhiên và hồn nhiên luôn. Và mặt của nó ngày hôm qua nó đi ăn đám cưới Đà Nẵng, quý vị thấy không? Đúng là mặt cù Lao Chàm này. Không thể tưởng tượng được nó già mau như vậy. Khiếp ghê quá nhà báo ơi. Ok, hình như là Hoàng Trung Sướng hôm qua tôi đeo clê rồi mà. Sao lại không thấy à? Chắc là lúc đó đóng kênh rồi thành ra. Tôi nhớ là trước khi đóng kênh tôi có đeo clê. Dân Ba Tư, ôi giời ơi, đưa tin BBC thua. Quyền của mỗi người thôi. Chào Khánh Hà, chào lại anh Hùng và ca sĩ Lại Hằng. Thì thằng Hoàng Duy Hùng, tôi nghĩ rằng bây giờ nó không có một kế hoạch nào hết. Mục đích của nó chỉ là về tưởng rằng tất cả mọi sự đã an bài. Nó chỉ cần thong dong sẽ đi, sẽ gặp ông này, gặp ông kia. Ai ngờ, chỉ một chuyến đi Trường Sa nằm trong kế hoạch của cục, phải nói rằng của tổng cục 2 rất là tinh vi, đến nỗi Ba Hy mà còn phải bị lừa nữa mà. Hoặc là chính Ba Hy là cái người điệp viên của tổng cục 2 đưa Hoàng Duy Hùng vào chỗ chết. Nếu mà như vậy, tôi sẵn sàng xin lỗi ông Ba Hy tất cả những cái ngôn ngữ gì mà tôi đã xúc phạm, nhục mạ ông. Ông đã hy sinh cái danh dự của ông vào ngày 19 tháng Giêng năm 2022. Ông đứng ra bảo trợ cho thằng Hoàng Duy Hùng về vào Việt Nam, mặc dù ông biết nó đang ở Campuchia với một cái quốc tịch Cameroon. Cái video đó, đó là tôi đã gửi cho anh ông Tô Lâm và anh bạn tôi, đó là Trung tướng Tô Ân Sô. Tô Lâm với Tô Ân Sô có bà con nhỉ? À, tự nhiên bây giờ tôi sực nhớ. Thì chắc chắn là bên công an họ biết Hoàng Duy Hùng
Mà khi mà họ biết Hoàng Duy Hùng ở bên Campuchia rồi đó, thì họ đã biết tổng tổng tông rằng Hoàng Duy Hùng đi vào Campuchia bằng đường nào rồi. Thành ra khi Hoàng Duy Hùng ngày 18 nó khai ra cái cục quản lý đấy, là cái ngày hôm sau nó được đi vào Việt Nam liền, là để người ta muốn. Nhưng mà sau đó thì bà Hương Lan mới lại tất cả bị bắt đấy. Và bây giờ vẫn còn lai rai, nhiều người vẫn còn bị bắt cái liên quan tới cả bên công an nữa, về chuyến bay giải cứu. Thì ông Ba Hy chắc chắn ông biết, và Ba Hy đã nhận được lệnh của Tổng cục 2 đấy, sắp xếp như vậy để trấn an thằng Hoàng Duy Hùng, không cho nó đi về ta qua Thái Lan để nó bay về Mỹ. Thật sự rằng thằng Hoàng Duy Hùng nó về Mỹ bây giờ nó cũng chết. Bây giờ trong bên hải ngoại nó đang chửi Hoàng Duy Hùng mấy ngày hôm nay. Thì nếu mà anh Ba Hy một ngày nào sự kiện nó ra ánh sáng, ngày mai hay ngày mốt tôi sẽ trở lại vụ Hoàng Duy Hùng sau. Tôi đang sâu chuỗi những cái chi tiết Hoàng Duy Hùng, cũng như cái bài đọc 28 trang của Gia Hội Thư Trang. Tôi mới đọc được có 3 trang thôi, còn 25 trang chưa hết. Đúng ra là 2 trang rưỡi. Thành ra quý vị đọc hết các bạn 28 bài, các bạn sẽ té ngửa hết, té ngửa hết. Mà chắc chắn bên an ninh họ đã có rồi. Tại vì tôi những cái bài đó tôi gửi về bên an ninh cách đây 2 năm rồi. Bên 2 năm rồi, chứ không phải bây giờ. Do đó theo tôi nghĩ rằng á, tự nhiên anh Ba Hy nhảy ra, tự nhiên ông Nguyễn Thanh Sơn rút lui, thì chắc là đã có những cái dấu chỉ tốt đẹp cho chúng ta. Coi như họ đã có một cái bài bản nào đó để an trí nghìn thu cho thằng Hoàng Duy Hùng. Tôi nói thật, tôi muốn thằng Hoàng Duy Hùng ở Việt Nam mà cứ đi lang thang như vậy. Tôi lại muốn đấy. Bởi vì như vậy anh em mình sẽ có nhiều đề tài để nói ngày này qua ngày kia. Bằng chứng là thằng Xỉu Đá rồi. Đầu tiên là thằng Xỉu Đá chửi VVS. Nếu mà không có thằng Xỉu Đá đó, chúng ta đâu nhìn thấy mặt thằng Hoàng Công Cường. Cái bài mà Hoàng Công Cường lấy của An ninh TV ra đó, mà thật sự đó là của thằng Tuấn Hói, tức là Trinh Nhân TV. Thằng Hoàng Công Cường cứ ướm a ướm ở cho tới giờ phút cuối cùng mới xác nhận đó là của thằng Trinh Nhân. Thì bây giờ thằng Xỉu Đá và thằng Sài Gòn Vo Ve, hai thằng bắt đầu quánh Việt Vision vì tội phản bội. Mà tôi đang tính phân tích cái video đó thì Đu Càn đã làm, Hội Xanh đã làm, nhưng mà phần tôi cũng sẽ làm, bởi mỗi một người có một cái sự nhận định khác nhau. Và tôi nghĩ rằng á, thằng Hoàng Công Cường không cần phải làm cái video an ninh TV như vậy. Thằng Trinh Nhân nó làm thì kệ cho nó làm, mắc mới thì mình muốn quay đầu thì quay thẳng đầu đi, muốn chọn phe chọn thẳng phe đi, đừng cứ ướm ở lúc thế này lúc kia. Thành ra thằng Xỉu Đá và thằng Sài Gòn Vo Ve nó chửi là đúng rồi. Thì Lê Thái các anh em cũng đã phát lên rồi, anh Trần Siêu, anh San Kham cũng đã phân tích rồi, nhưng phần tôi sẽ phân tích có thể vào ngày mai. Và bây giờ thì mời các bạn theo dõi tiếp, còn nếu mà còn dư giờ thì tôi sẽ nói tiếp. Đây là
Cái hình này các bạn biết rồi. Thì ngày hôm qua ông Bùi Mạnh Cường đó là gọi là tư vấn về các bầu cử của phe nhóm Trần Thái Văn. Tất cả những người ra ứng cử thì ông Cường đều là trưởng ban vận động tranh cử. Ông Cường đã chữa cho thằng Nam Quan này. Ông bảo rằng Nam Quan này là nhà báo, thì nhà báo người ta có cái quyền tự do. Tôi đồng ý, nhà báo có quyền tự do, nhưng mà không phải tự do trong cái bàn tiệc. Đây là một bữa tiệc gia đình thân mật, có những người như là ông tôi nhìn thấy ông Nhân này, hình như bên này thì hình như là Song Phạm này, bà Phùng Đại Châu này, đấy, rất nhiều. Bà Phùng Đại Châu là người gọi thằng Nam Quan tới. Thì không thể nói rằng Nam Quan vì là phóng viên thành ra có quyền, anh có quyền lên tổng lãnh sự. Nếu mà anh đường đường chính chính lên tổng lãnh sự anh phỏng vấn thì tôi không trách. Và tôi, ông Cường nói đúng là người ta có quyền bởi vì người ta là nhà báo. Nhưng đây là một bữa tiệc thân mật trong vòng ấm cúng gia đình. Không thể nào nói rằng Nguyễn Nam Quan là gặp ông Nguyễn Trác Toàn. Tại sao lại sắp xếp hai người đối diện nhau? Và cho là một sự tình cờ hoặc là một sự như ông Cường nói là có cố ý đó. Có cố ý. Tức là có quyền được gặp các nhân viên Cộng sản. Cái việc gặp nhân viên Cộng sản không có gì sai hết. Nhưng mà nếu Nam Quan đừng có chửi Cộng sản, đừng có trong các tờ rơi đó của Nam Quan viết rằng á, là tôi cam đoan sẽ đứng với đồng bào để tiêu diệt Đảng Cộng sản. Một mặt anh đi đêm với Cộng sản, một mặt anh bảo anh tiêu diệt Cộng sản, vậy là anh là ai? Ở giữa ngã ba đường, giữa hai cái chân thì anh đứng ở đâu? Anh đứng ở chân thứ ba đúng không? Có bạn hỏi tôi tại sao bác quả quyết đây là nhà ông Tài Hói. Tại vì tôi đã từng tới nhà ông Tài Hói. Và những cái lồng chim này đã tố cáo đây là nhà ông Tài Hói. Đây là nhà ông Tài Hói, những cái lồng chim này của nhà Tài Hói, ông này mê chim lắm. Chim to, chim nhỏ, chim bé bé, chim nhỡ nhỡ, chim vừa vừa, chim mới ra ràng, chim gì ông cũng nuôi hết, thích lắm, thích nuôi chim lắm. Nhất là chim mà chim hót trong của Nhật Tiến, nhà văn Nhật Tiến có bài chim, có quyển sách là chim hót trong lồng, lồng mà không có chữ dê đó. Bà Phùng Thị Châu ra một cái email trả lời ông Quang Lương. Ông Quang Lương là ai? Quang Lương là cháu gọi ông Nguyễn Thanh Sơn bằng cậu, cậu ruột đó. Bà Phùng Thị Châu nói: Quang Lương ơi, chính Phùng Thị Châu là người giới thiệu Nam Quan. Nam Quan sắp sửa ra ứng cử, thành ra chúng ta cần có tiếng nói trong đó, nghị trường. Và bây giờ bà Phùng Thị Châu đã bị hố, hố rất nặng. Là tại sao? Bà Phùng Thị Châu từng là người của Việt Tân, thằng Tạ Đức Chí cũng là người của Việt Tân, thì phải chăng bà Phùng Thị Châu đang nằm vùng cho thằng Hoàng Duy Hùng?
bà Phùng Thị Châu đang ở Việt Nam. Vì nguyên nhân nào mà bà phải đi về Việt Nam trong khi bà đang ngồi xe lăn, đang trúng gậy? Đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì thằng Hoàng Duy Hùng không có mặt. Rồi đi ra Hà Nội để gặp. Tại sao không ai nói cho bà Phùng Thị Châu biết Hoàng Duy Hùng đã đi Singapore? Ra tới Hà Nội bị té gãy tay, báo cô rằng Hoàng Công Cường Việt Vy Liên, thì nghe tin Hoàng Duy Hùng về tại thành phố Hồ Chí Minh, lại tất tả bay về thành phố Hồ Chí Minh, té thêm một cái nữa. Từ từ mà đi, làm gì mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quăng phải giấy, lại gãy gãy tay 2 lần. Khánh Ly bị đóng 2 lần. Bà Phùng Thị Châu, tôi không hiểu bà đi về là vì lý do gì, hay là bà mang chỉ thị mới của Việt Tân qua cho Hoàng Duy Hùng, thành ra bà phải đích thân đi về, phải trao trao tận tay. Và Hoàng Duy Hùng đóng một vở kịch tảng lờ bà Phùng Thị Châu đi, giống làm giống như mình không có quen. Nếu mà vồn vã mà đón bà Phùng Thị Châu ngay ấy, thì nó lòi ra là chủ tịch của hội cờ đỏ gặp phó chủ tịch hội cờ đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Thành là lờ đi, đánh nước lờ. Hai người chơi cái trò khổ nhục kế, làm như là ông Hoàng Như Hùng không quan tâm tới bà Phùng Thị Châu. Thế nhưng mà tại sao bà Phùng Thị Châu lại endorse, tức là ủng hộ cho thằng Nam Quan này ra ứng cử? Mà ngày hôm qua tôi nói rồi, nếu nhà nước Việt Nam cần đưa người vào trong nghị trường, họ sẽ chọn người khác, họ đâu có chọn những cái thằng mà ăn cháo đá bát, thằng sớm đầu tôi đánh như thằng Nam Quan, như đám xỉu đá vo ve, toàn là những thằng phản bội, những thằng chửi thề. Thằng Nam Quan là một thằng vua chửi thề, không thua gì thằng 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 xỉu đá với lại thằng thằng Sài Gòn vo ve. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra, tôi hỏi ông Bùi Mạnh Cường, cái này có phải là nhà báo đi gặp không? Mà chưa xong, nếu mà tôi không có những tấm hình này, tôi không đưa cái vụ này ra đó, thì cộng đồng có biết không? Nên nhớ rằng cái hôm họp báo mà do Bùi Phát tổ chức tố cáo Nam Quan ngồi với Tổng lãnh sự Nguyễn Tất Toàn, tôi có tham dự, tôi có tới ngày hôm đó, và tôi còn cung cấp cho ban tổ chức nhiều hình ảnh hơn nữa, hơn là ban tổ chức có nữa. Mà không phải chỉ có một lần Nam Quan gặp, mà ít nhất là 2 lần. Thì tôi hỏi rằng á, tại sao Nam Quan không làm bài tường thuật? Ngày 9 tháng 11 năm 2020, à 2019, đã gặp ông Nguyễn Trắc Toàn, tại sao không làm? Và đã hỏi ông Nguyễn Trắc Toàn thế này thế này. Bùi Mạnh Cường trả lời đấy, đây là ngôn ngữ của Nam Quan, William Trust với lại Kiệt Tuấn Hình. Huỳnh Tuấn Kiệt là ai? Huỳnh Tuấn Kiệt là luật sư hay nói ở trên đài Phố Bôn Sa TV. Luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt là người có trong bữa tiệc mà thằng Hoàng Duy Hùng nó lừa 370 đô la. Đây là ngôn ngữ của William Trust, một ứng cử viên làm gì khi Bonsa bị nhiễm ba con virus corona, là David Lê, Hùng Méo tức là tôi, và Khờ Đờ tức là Khải Đào. Không lo, đã có thuốc trị, đó là William Trust. Đấy, ngôn ngữ của thằng nghị viên tương lai của thành phố Westminster. Thằng hèn Hùng Méo chạy núp
sau cái phone hả, quý vị biết nó nói gì không? Nó ám chỉ tôi đã đứng sau lưng cái phone như là một phóng viên, thì dùng cái chiêu bài cái phone này để mà bảo vệ cho mình. Nó bảo tôi là hèn, nó bảo Tuấn khỉ xong rồi khi nào tới Hùng Méo. Lúc cái thời gian đó quý vị nhớ vụ công an Tuấn khỉ không, bị bắn chết đấy. Đây là có phải một lời hăm dọa không? Rồi nó viết giải mã nghi vấn David Lê và Nguyễn Phương Hùng và cơ cấu nhân sự trong quyết âm mưu cách mạng trắng. Nó bảo David Lê làm cách mạng trắng, Nguyễn Phương Hùng làm cách mạng trắng. Đây là cái lời mớm cung của thằng Nguyễn Quang Trường. Làm sao nó biết là những cái chuyện giữa David Lê và Nguyễn Phương Hùng? Thằng Nguyễn Quang Trường biết nhưng mà thằng William Trott không biết. Bên dưới này nó viết bằng tiếng Mỹ. Đại khái là nó và tôi đã từng rất tử tế với những con chó rất với một thời gian rất lâu. Và tôi nghĩ rằng những con chó nó đã được tiêm chủng rồi. Nhưng mà điều đó sai lầm rất lớn. Bây giờ mới chính là thời gian cần phải chích ngừa cho mấy con chó dại. Rồi hãy bắt đầu chích cái con chó nào mà giàu có nhất. Thì con chó mà vừa to vừa giàu đó đó mà đã đi xuống đó, thì lần lượt những người trong cái list đó có ai cho đề nghị gì không? Thì con chó The Rich Big Dog đó có phải là Hoàng Kiều không? Thằng hèn nó không dám nói tên Hoàng Kiều. VKT tức là William Trust sẽ chích ngừa ba con chó dại truyền thông. David Lê có làm truyền thông bao giờ đâu. Khờ đờ Khải Đào, Nguyễn Phương Hùng, mấy con chó khác xếp hàng chờ tới lượt. Dưới này nó viết nghị viên tài đỗ, người đang dính dáng các vụ tố giác tình ái thông dâm với vợ của cư dân Huntington Beach, Bình Nguyễn, treo thưởng 10.000 đô la cho ai tố giác người đốt bảng quảng cáo của ông. Cún cưng David Lê và cún Hùng Méo, anh có hồ sơ ly dị về chuyện tài đỗ thông dâm, muốn xem anh mời tới nhà uống trà. Cũng thằng William Trump làm gì khi bôn sao bị nhiễm ba con virus corona? David Lê, Hùng Méo, Khờ Đờ không lo đã có thuốc. Chị William Trust, cái này xin lỗi đã đọc rồi. Vâng, thưa quý vị. Không biết các bạn nói viết gì đây, tôi không hiểu lắm. 63 hỏi Bonnie, tối qua ngủ lúc nào không hay, xin lỗi nha. Bonnie nói không, ngay từ đầu chào tất cả và hình như không ai thấy. Xong rồi Khánh Hà nói là hay hả? Phạm Hải hôm qua đu càng, like 5 giờ sáng nay mới kết thúc. Wow. Hải Phạm có vụ gì nghe nói có vẻ anh bức xúc. Hi hi. Khánh Hà nghe đi rồi tối cho mình biết ý kiến. À, chắc mình phải nghe mới được. Hải Phạm ok. Khánh Hà nói trên này đụng chạm không hay. Mới cả mỗi người có một suy nghĩ quan điểm riêng. Nhưng không phải là đu càng đâu. À, tức là Khánh Hà có đụng chạm với một ai đó.
Vâng, thì tôi biết rồi, chuyện riêng nhà báo ơi. Đúng rồi anh, Hải Phạm lên mạng mỗi ông là một quan tòa, anh ạ. Tôi thì tôi vào, tôi có nghe đầy đủ tất cả mọi chuyện. Thế nhưng mà tôi không có ý kiến, giống như là Hải Phạm mới nói đó. Không ai làm quan tòa được hết đó, mà nhưng mà ai cũng thích làm quan tòa. Kiểu Phùng Thụy Châu đó, luật sư không có bằng. À, ở trên Facebook thì ông nào cũng có bằng luật sư hết. Quý Nguyễn Mebuốc sinh hoạt chính trị bên Mỹ trong cộng đồng người Việt là trong chính trường giữa hai chính đảng phức tạp và đấu đá nhau khủng quá. Nhà báo nhỉ, Úc có vẻ yên bình hơn. Úc nó yên bình là tại vì cái nhóm Việt Tân ở bên Úc nó không đủ mạnh. Và những người anh em bên đó họ có đủ khả năng để chấn áp cái đám Việt Tân. Hoàng Nam bố mẹo vẫn ưa dùng lấy độc dí độc với Bôn Sa. Thằng William Trust mà làm quản trị thì bó tay. À, nó làm nghị viên thôi chứ không phải quản trị. Vâng thưa các bạn. Trong cái hồ sơ mà tôi mới nhận được ở chiều hôm nay, trước khi tôi mở những hồ sơ liên quan tới Nam Quan này, tôi xin đọc cái lá thư. Nghị quyết 4853 còn hiệu lực tại thành phố Westminster hay không? Thì phần trên là tên của tôi, địa chỉ và số điện thoại, như là email cũng như là trang mạng, gửi cho thị trưởng Chí Tạ, các thành viên trong nghị viên và tổng quản trị của thành phố cũng như là ông luật sư của thành phố. Kính thưa quý vị, tôi ghi tên dưới đây là Nguyễn Hùng, cư ngụ tại Westminster, California 92683. Hôm nay tôi viết thư này để thắc mắc về nghị quyết 4953 do thị trưởng Chí Tạ đệ trình và được thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2019. Ông Nam Quan Nguyễn đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết 4953. Xem hình đính kèm ở bên dưới. Khi đã tự ý gặp Tổng lãnh sự Nguyễn Trắc Toàn ngày 9 tháng 11 năm 2020. Khi tham dự một buổi tiệc mang không khí gia đình thân mật. Và vì lý do này, ông Nam Quan Nguyễn đã phải từ chức khỏi chức vụ ủy viên giao thông của thành phố Westminster. Thì lúc đó tôi làm đơn khiếu nại. Sau cái hình chụp đó, thì ông Nam Quan đã phải từ chức. Tôi nhắc lại theo cái tinh thần nghị quyết 4953. Thì Hội đồng thành phố Westminster đã quyết định với chữ ký của 5 nghị viên như sau. Phần 1, Hội đồng thành phố Westminster chính thức thông qua nghị quyết này để lên án mạnh mẽ việc gây rối chiến dịch và thông tin sai lệch trong thành phố,
do một số cá nhân có quan hệ mật thiết với chế độ Hà Nội gây ra. Ghê không? Chế độ Hà Nội mà không nói tên ai hết. Kêu gọi những cá nhân này ngay lập tức phủ nhận quan điểm chính trị không thể bảo vệ của họ nằm ngoài các tiêu chuẩn cộng đồng, và kêu gọi chế độ Hà Nội chấm dứt và không có cho phép phá hoại ý chí chính trị của cư dân Westminster bằng con đường nghị quyết 36. Phần thứ hai, Hội đồng thành phố khuyến khích tất cả các cư dân của Westminster lên tiếng chống lại những cá nhân phù hợp với hồ sơ của một người đóng vào một ngoặc kép hợp tác và ủng hộ như đã được đề cập trong các đặc điểm ở bên trên. Thì ở trên nó có những cái phần xét rằng thì những cái lý do những người này, thí dụ đi Việt Nam nhiều lần như tôi đó, ví dụ được phỏng vấn các viên chức cộng sản như tôi đó, thì đại khái như vậy. Và khuyến khích họ quay trở lại chính nghĩa của tự do và dân chủ thay vì tiếp tục gây rối loạn và làm mất trật tự. Điều này chỉ giúp duy trì chính quyền cộng sản ở Việt Nam. Thì như vậy, cá nhân ông Nam Quan Nguyễn đã rõ ràng vi phạm nghị quyết 49/53 của Hội đồng thành phố Westminster vào ngày 11 tháng 9 năm 2019. Và tệ hơn nữa, ông thị trưởng hình như là ngày 11 tháng 9 năm 2020, ông thị trưởng Tạ Đức Chí đã xé bỏ nghị quyết 49/53 do chính ông thiết lập khi ủng hộ cho ông Nam Quan Nghiễn để ứng cử vào nghị viên Hội đồng thành phố Westminster. Phải chăng ông muốn đưa thêm người thân vào để tạo một sức mạnh đa số cho các quyết định theo quyền lợi của phe nhóm? Thì trước sự việc vi phạm nghiêm trọng luật lệ của thành phố vì xung đột lợi ích để bảo vệ phe nhóm, cũng như ông Nam Quan đã vi phạm điều cấm kỵ đối với nghị quyết 49/53 và thách thức cử tri của ông trên Facebook, tôi sẽ thưa ông Nam Quan Nguyễn ra tòa vì đã nhục mạ tôi trong những buổi hội luận liên quan đến tranh cử vào tháng 11 năm 2022 sắp tới mà tôi hoàn toàn vô can. Trong khi chờ đợi sự quan tâm và quyết định của quý vị, xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người và sức khỏe để tiếp tục điều hành tốt đẹp. Và lẽ dĩ nhiên tôi sẽ đọc bằng tiếng Mỹ. Nếu mà họ cho phép thì tôi đọc thêm phần tiếng Việt, bởi vì cái thư này nó không dài lắm. Tôi nghĩ rằng 5 phút đủ cho tôi đọc được cả hai tiếng Mỹ và tiếng Việt. Thì quý vị thấy rằng ông Tạ Đức Chí ra cái nghị quyết này trước khi ông Nam Quan gặp những viên chức cộng sản ngay tại trong thành phố Westminster luôn. Mà bây giờ ông Tạ Đức Chí về phe đảng và ủng hộ cho ông Nam Quan để ứng cử. Ông Nam Quan có quyền, trong lúc đóng ứng cử, ông có quyền nhục mạ đối thủ của ông, đó là luật bầu cử cho phép, dù là nói láo. Nhưng ông không có quyền đụng chạm tới những người thứ ba vô can như tôi, nhất là tôi là nhà báo. Nhưng mà tôi lại không viết gì về ông Nam Quan hết, mà tự nhiên trong một chương trình của Trương Quốc Huy và của một vài người khác, Nam Quan đã mang tên tôi ra nói một sự vu khống. Thì tôi sẽ thưa, và cho dù đắc cử tôi vẫn thưa, đắc cử tôi thưa thì tôi sẽ có tiền của thành phố Westminster bồi thường.
Còn nếu mà không đắc cử thì không biết tiền ai đưa tôi không biết, nhưng mà tôi không cần tiền, tôi cần cái danh dự. Thì đó là chuyện của Nam Quan. À, tôi đọc qua cái này thì hình như là cụ Khánh Hà và người 34 có sự đụng chạm phải không? Vâng, thưa, đó là một cái. Có người hỏi tôi ông Nam Quan làm nghề gì? Ông Nam Quan là người địa ốc. Ông ở đây, ông có một bằng địa ốc từ năm 2017 cho đến nay là 5 năm. Ông bán được khoảng 5 cái nhà. Trong này có danh sách những cái nhà của ông đã được bán. Sao lại ra mặt Hoàng Duy Hùng đấy? Thằng này nó khoái trường mặt ấy. Chết cha rồi, bắt cái phải mua coi mình mở bằng cái gì khác được không. Và đây là những cái flyer người ta đang tấn công ông Nam Quan. Đây là những cái tài liệu họ đính kèm đây. Tất cả đều là tiếng Mỹ. Ông Nam Quan là một người đã từng bị tịch thu bằng lái xe, đã từng bị phạt vì lái xe dùng điện thoại. Và hai lần luôn, ông từng bị hai cái giấy phạt trong 2 tháng cho một cái vụ lái xe. Bà vợ của ông Nam Quan là bà Kết Đỗ Quyên Lê, ngày 20 tháng 4 năm 2020, đã xin lệnh án tòa để cách ly ông Nam Quan, không cho ông được tới nhà vì ông phá ổ khóa của nhà, và tòa đã chấp thuận. Thì ông không hành hung được các đứa con, cũng như ông không đánh vợ, thành ra ông không bị bắt, không bị tù. Nhưng mà tòa đã Nam Quan không được gặp con và không được gặp vợ, không được xâm nhập vào trong nhà. Và Nam Quan đã bà vợ đã yêu cầu Nam Quan cấp dưỡng mỗi đứa nhỏ là 720 đô la một tháng, nhưng Nam Quan từ chối. Bởi vì tiền đâu mà cung cấp. Nam Quan đã từng thiếu nợ tiểu bang California về thuế, và đã từng bị tịch thu xe vì tiểu bang California họ siết cái xe đó.
ngoài cái tội mà lái xe trong lúc có cell phone, thì Nam Quan còn có một cái tội nữa. Đây là hồ sơ của tòa án danh sách rất là dài. Thiếu nợ không trang không trả thuế, một người có một cái đạo đức gia đình bị vợ cấm không được về tới nhà và không được tòa không cho phép thăm mấy đứa nhỏ. Và đối với chính phủ là một công dân vi phạm luật lái xe say rượu rồi lái xe dùng điện thoại mà lại được làm ủy viên giao thông, thế mới là buồn cười. Anh là ủy viên giao thông thành phố mà anh vi phạm luật lái xe, anh bị bắt, anh bị phạt về cái tội anh say rượu, anh bị phạt về cái tội anh dùng điện thoại. Đây là hồ sơ của tòa án Quận Cam 31 tháng 7 2022 liên quan tới Nam Quan. Hôm ra tòa là ngày 19 tháng 5 2022, tức là mới đây, cách đây khoảng chừng 4 tháng, 4 tháng rưỡi. Driving while using a wireless phone, tức là đang lái xe mà dùng điện thoại. Vì không biết là số tiền phạt là bao nhiêu. Một cái hồ sơ khác ngày 15 tháng 9 2022, tức là mới cách đây khoảng chừng 10 ngày. Nam Quan không có tiền để trả tiền và đã bị thông báo và lại không thèm ra tòa nữa. Và tòa bắt phải trả 300 đồng tiền. Tất cả những hồ sơ này tôi sẽ in ra và ngày thứ tư này tôi sẽ nộp. Rồi một cái ngày mùng 8 mình lại bị phạt thêm một cái nữa. Với amount là 468 đồng, các tiền của ông Trần Thái Văn hay của Tạ Đức Chí. Từ hồi tháng 4 cho tới tháng 8 đã phải trả mấy lần tiền.
Thêm một vụ khác, hồi ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021, cũng về cái tội mà còn làm tám nhét nhét chấp nhét trong miệng. Mày thích nhép thì tao thích phạt, thế thôi. Và đã bị phạt bao nhiêu? Vụ này cũng lại giống như vụ trước. Từ tháng 12, ngày 6 tháng 12, bắt đầu ngày ra tòa, cũng lại không trả tiền rồi lại linh tinh. Và cuối cùng thì phải trả số tiền là 468 đô la. Cái một người như vậy, mấy cái này thì lúc nãy tôi chiếu rồi. Quý vị thấy có nhà báo nào mà nói chuyện là mang, nói có sách mà mách có chứng như vậy không? Đây là cái hình ảnh mà hồi lúc mà còn cơm lành, canh ngọt, Nam Quan và Bùi Phát. Anh này thì anh rất thích trường mặt lắm. Cứ nhìn thấy cái máy quay là cái mặt anh hếch lên. Vui vẻ, thế bây giờ mà chửi nhau. Cách đây 3 ngày, Bùi Phát tấn công Nam Quan rất là kỹ. Thành ra hôm qua Bùi Phát đã rất vui khi được biết. Đây là lá thư của Bộ Tư pháp của tiểu bang California gửi cho tôi về vụ tôi khiếu nại tư cách ứng cử của Nam Quan lần trước. Và họ nói tôi chuyển hồ sơ về cho bên thành phố và bên biện lý. Để tôi không bị chuyển cho biện lý, nhưng thành phố thì họ có rồi. Thì thành phố thì họ không quyết định được cái chuyện đó. Còn bên biện lý đó, thì tôi chờ nếu mà nó đắc cử xong thì tôi mới khiếu nại. Cái đó nó mới đầu. Đây là hình ảnh của Nam Quan và Nguyễn Quang Trường. Nguyễn Quang Trường về Mỹ tháng 11 năm 2019, dụ dỗ Nam Quan để lập cái hội ký giả. Nam Quan mời tất cả anh em nhà báo, không có một người nào tới hết. Đây là Việt Nam OK. Cái nick tên là Việt Nam OK. Viết ở trong cái video này. Bác Hồ chắc không thể so sánh được với cụ Diệm và mẹ nấm của các bạn Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu,
và không có điều kiện ăn học, du học Mỹ như phía Việt Nam Cộng Hòa, nên hiểu biết chẳng tới đâu. Mỹ là vô địch, hiện đại, tinh hoa, tài giỏi nhất hành tinh này. Mỹ cái gì nó cũng đúng, cái gì cũng hay, tự do ngôn luận, tự do dân chủ, nhân quyền và quyền lợi đầy mình. Thiên đường hạ giới, cộng sản thì nghèo đói và độc tài nên nam quan, cố gắng đóng góp tích cực tiếng nói đến chính phủ để giúp dân Việt Nam thoát nghèo, thoát khổ nhé. Thì tôi nghe nói Việt Nam OK là nick của nam quan. Hắn tự hắn đánh bóng hắn trong cái video nó phỏng vấn Nguyễn Quang Trường khi Nguyễn Quang Trường tới đây. Thì tôi nghĩ rằng Nguyễn Quang Trường đang chiêu dụ thêm vây cánh cho cách mạng trắng của Hoàng Duy Hùng. Thành nhà mới suối nam quan lập một cái hội ký giả tại quận Cam để làm đầu cầu kết hợp với lại hội nhà báo Nam Bắc, tiến tới hội nhà báo Việt Nam ở trong nước. Tụi nó đi một con đường rất là sâu độc. Có một bạn đọc á, hình như là chửi cái nhóm này mà thấy nó cắt ra, nó cắt đi mất. Tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là những nhân vật tầm cỡ. Trên ông Kissinger họ còn danh giá hơn các tổng thống Mỹ thời chiến Việt Nam nữa đấy. Nhưng dưới trướng của Bác Hồ họ còn nghiêng mình kính cẩn, chỉ dám xưng là học trò thôi. Vài đứa tép riêu biết đếch gì mà hống hách, thật sự không đáng để chấp các bạn, vì các bạn cho ra chẳng tới đâu cả. Các bạn không bằng hạt bụi bám dưới đống đáy quần của Bác Hồ mà bày đặt khinh với chả ghét. Tất cả những cái này hãy còn trong cái video của Nam Quan và Nguyễn Quang Trường. Việt Nam OK cho biết là kênh của Nam Quan có khán giả từ Việt Nam xem là do mấy clip ban đầu anh làm có luật sư Trịnh Quốc Thiên và mấy clip ăn theo ông Hoàng Kiều. Còn tư tưởng cực đoan thì miễn bàn. Sau vài clip anh úp lên mà nội dung ba que xỏ lá thì khán giả Việt Nam sẽ từ từ biến mất. Tiền bạc không quan trọng, tiếng nói nó đem lại thông tin bổ ích, có tình có lý, vui vẻ tình cảm. Đó mới là tôn trọng. Khán giả hãy làm theo anh Trịnh Quốc Thiên, xem comment của khán giả chia sẻ thế nào. Cái mặt nhìn đã khó ưa rồi, còn ta đây dạy đời thì xem phí thời gian. À, như vậy thì là Việt Nam OK là một người trong nước, chứ không phải là như người ta, cái người gửi cho tôi là nghĩ là Nam Quan. Nam Quan ngu dốt. Bạn Minh Chí nói Nam Quan ngu dốt khi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam nuôi dư luận viên, bà què vẫn là bà què. Đây là cái hình chụp mà Khải Đào chửi Nam Quan. Trưa nay hai bạn chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Hai bạn đừng nên tự sướng như vậy. Đó là chủ đề mà Khải Đào viết. Trưa nay hai bạn chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Và tôi cũng chưa hề được cho cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình. Etc. chỉ báo cho tôi biết hai bạn sẽ hội thảo về chuyện đó. Tôi đã không có cơ hội để trình bày quan điểm ý kiến tôi như sau.
Thằng Nam Quan nó chẳng biết cái gì hết, ngay cả cái chỗ ngồi của nó ở trong nhóm nhà báo. Hắn hoàn toàn nói theo mệnh lệnh hoặc là cái của người khác. Ý tưởng này không có gì mới lạ. Thì ông này lại viết thêm cái câu tiếng Mỹ: nhiều người trong chúng tôi hay là trong chúng ta cũng đã bàn luận về cái ý tưởng này, có lẽ là ý tưởng mà kết hợp trong nước và ngoài nước, và có chi tiết nữa, và nói luôn cả cái chỗ mà chúng ta sẽ lập cái bộ chỉ huy, mà theo như là lúc đó là Vũ Hoàng Lân cho biết ở trên lầu nhà hàng Song Long: hãy hỏi ông Minh Giang và Phil Oander đi, cứ hỏi ông Minh Giang đó. Minh Giang mà bữa ông nọ có về Việt Nam gặp Hoàng Duy Hùng đó, và hỏi vài người khác đi sẽ biết. Và chẳng có ai công nhận rằng Nam Quan là sẽ là phát ngôn viên. Nam Quan chưa đủ tầm để đề xướng cái đề nghị. Nhưng mà cuối cùng ông này là nói viết tiếng Mỹ, tôi cứ phải viết đọc tiếng Việt tiếng Mỹ. Cuối cùng cũng không phải để chỗ mà nói chuyện với tôi. Thôi, cảm ơn các ý kiến của các bạn, tức là Nguyễn Quang Trường và Nam Quan tính lập hai hội nhà báo để liên lạc với nhau. Rồi, cảm ơn. Chúc các bạn may mắn. Nhưng mà đừng có kể tôi vào trong đó nha. Và từ giờ trở đi mình xin thông báo rộng rãi cho mọi người cùng rõ: Khải Đào là một nhà báo độc lập, hoàn toàn sẽ không còn bất kỳ một quan hệ nghiệp vụ cũng như tư với nhà báo Nam Quan, chủ kênh William Trust Media Network. Tôi, Khải Đào, sẽ hoàn toàn không ủng hộ hoặc phản đối cũng như chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì do anh Nam Quan hoặc nhà báo etc. Nguyễn Quang Trường và các cộng sự của họ đề xướng, công bố hoặc thực hiện. Và ông viết câu tiếng Mỹ như sau: tôi không quan tâm và tôi cũng chẳng cần biết chuyện của các bạn. Đó là Khải Đào trả lời cho Nam Quan. Lúc đó Nam Quan tưởng mình là chủ tịch hội báo, hội báo chí rồi đó nhé. Cái này thì lúc nãy tôi đọc rồi. Đây là cái giấy phép hoạt động Trust Media của Nam Quan. À, đây là những cái nhà mà Nam Quan nó bán. Đây là cái license về bán nhà. Đây là cái trang mạng của Nam Quan. Làm gì cũng ra mặc áo cờ đỏ sao, à, cờ vàng ba sọc đỏ mà cứ đòi gặp viên chức cộng sản để xin tiền. Cái này hôm qua tôi đọc rồi, Hoàng Lan Chi chửi rằng đây là những hồ sơ vi phạm của Nam Quan. Mấy cái này hôm qua tôi đọc rồi. Vâng, còn một số hồ sơ nữa.
Đây là những cái hồ sơ mà các công ty, các nhà băng credit card họ thưa Nam Quan. Một con người như vậy mà đòi ra ứng cử làm nghị viên. Rất nhiều các bạn coi không phải. Từ năm 2008 cho đến bây giờ. Vâng, bây giờ thì cũng là 12 giờ. Chúng tôi xin chấm dứt phần của Nam Quan ở đây. Và ngày mai sẽ trở lại chương trình Hoàng Dung như thường lệ. Và tôi sẽ mổ xẻ cái video của Việt Vision. Tại sao Việt Vision nói gì, làm gì mà đến nỗi để thằng Sửu Đá và thằng Thái Quốc Thọ, Sài Gòn vo ve, nó mang lên nó mổ còn hơn mổ con heo nữa. Cả kỳ này có lẽ là thằng Hoàng Công Cường nó tới, cái số của nó tới rồi. Một người thân yêu gần nó 30 năm nay, đó là Bảo Ngọc, cũng bỏ nó ra đi. Thì quý vị biết rằng nó tệ tới cái mức nào mà Bảo Ngọc bây giờ lập cái kênh riêng kéo khách của bên Việt Vision qua bên đó. Và Bảo Ngọc bây giờ lại chống Hoàng Duy Hùng và chống luôn cả Bảo Trâm. Mà theo như Bảo Ngọc biết là rõ ràng rằng Bảo Trâm đã có ẩn ý bênh vực Hoàng Duy Hùng. Đó là lý do mà Bảo Ngọc phải ra đi. Vâng, xin phép chào tất cả các bạn và hẹn lại ngày mai.